Chào tất cả các bạn, đã lâu rồi mình chưa làm lại cái clip để hướng dẫn cho các bạn. Thì trong năm mới 2019 này thì bắt đầu bằng một cái điều mới mẻ, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái bài học mà các bạn sẽ khá là khó mà kiếm được ở các kênh khác của những cái guitarist người Việt Nam mình ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài đầu tiên về cái kiểu hợp âm da, và nó có một chuỗi khá là nhiều bài liên quan đến về cái hợp âm da này. Thực ra các bạn nghe là hợp âm da nghe có vẻ là nó khó khăn gì lắm, nhưng mà thật ra thì da là một cái nền tảng của rất nhiều thể loại âm nhạc khác. Khi các bạn nắm được từ nó rồi, các bạn có thể đi theo những cái dòng nhạc khác của mình từ cái cơ bản nó rất là tốt ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái hợp âm, các loại hợp âm mà sử dụng nhiều ở trong da. Thì thông thường các bạn thấy là các nhạc bóp rồi thì trưởng thứ 7 là những thứ được xài rất là nhiều, ví dụ như hợp âm đô trưởng, rê trưởng, rồi mi thứ, la thứ, hoặc là hợp âm son 7 chẳng hạn. Đơn giản như vậy xài rất là nhiều. Nhưng mà trong hợp âm da đó, họ xài mở rộng rất là nhiều, và họ ít xài cái dạng hợp âm đô đơn thuần. Ví dụ họ sẽ xài là đô trưởng 7 à, hoặc là đô áp nai, tức là đô cộng thêm bậc chính đó, hoặc là la thứ 7 chẳng hạn. Thì, xài kiểu đó là hợp âm sus pen thì rất là nhiều, nhưng mà nó có một cái vài cái quy tắc rất là thú vị. Thì trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ nói về hợp âm trưởng 7, và các ví dụ ở đây mình đều phải ví dụ cho bạn trên hợp âm là dựa trên cái nốt gốc là đô ha. Nhưng mà từ là các bạn học được đô xong rồi, các bạn kéo qua các hợp âm khác y chang như vậy, không khác gì cả. Cho nên chúng ta học một mà chúng ta có thể biết được được tới 10 ha. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ series này bằng cách subscribe kênh và comment những cái mà các bạn quan tâm ha, mình sẽ cố gắng trả lời giải đáp. Thì cái hợp âm mà trưởng 7, thì nếu các bạn chưa biết tại sao gọi là hợp âm trưởng 7 thì các bạn có thể xem lại video kiểu cũ, mình có để trong cái phần mà mô tả video này để bạn xem là cấu tạo hợp âm, để bạn biết được tại sao hợp âm gọi là hợp âm trưởng 7 nha. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về hợp âm đô trưởng 7, C major 7. Thì hợp âm này á, bao giờ thường nói về có cái nốt gốc là cái đầu tiên. Cái nốt gốc ở đây mình sẽ cho các bạn là nốt gốc nằm trên dây số 6, dây số 5, vậy đây dây số 4 ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học cái cách bấm nằm trên dây số 6. Thì bạn trên dây số 6 của chúng ta thì cái nốt đô á, nó nằm ở cái vị trí ngang số 8 này. Đó. Vậy thì cái nốt đầu tiên để nốt gốc chúng ta sẽ bấm ngay ngang số 8 ha. Hai cái ba cái nốt còn lại chúng ta sẽ bấm ngay ngang số 8 của dây 2 là nốt son. Sau đó tới là nốt mi là ngang số 9 dây 3, và cái nốt C trên ngang số 9 của dây rê ha. Thì cách bấm như sau, các bạn xem tay mình nha. Đây. Ngón trỏ chúng ta bấm đây, ngón giữa chúng ta bấm đây, và hai ngón này chúng ta bấm ngang chín. Và khi đánh theo hợp gia thì thường họ họ đánh ngón như thế này. Chúng ta đánh ngón cái chúng ta đánh ở dây nốt gốc, và ba cái ngón giữa này chúng ta móc vào ba dây giữa. Đó, đây là cái thế bấm đầu tiên của hợp âm là đô trưởng 7 với nốt gốc nằm ở trên dây số 6. Để biết cái cách bấm này nha. Tiếp theo chúng ta sẽ xuống cách bấm thứ hai là ở dây dây nốt gốc nằm ở dây 5. Dây 5 của chúng ta là dây la. Cái nốt đô của nó nằm ở ngang 3 này. Thì cái cách bấm dễ nhất với dây buồn là các bạn bấm ngang nốt đô đó, và nốt mi ngang 2. Nốt mi của cái ngang 2 dây số 4. Và các bạn đại xuống. Đây là đô trưởng 7 dễ nhất. Tuy nhiên trong các hợp âm da ở đây thì mình sẽ dạy các bạn không đánh cái dây buông nha. Không đánh dây buông, chúng ta tập đánh ở những cái mà chặn, để chi các bạn có thể kéo lên những cái hợp âm khác để các bạn đồng dạng các bạn học được ha. Thì cách bấm của nó phổ biến như sau. Đây. Chúng ta bấm nó đô ở đây. Cái ngón số 3 các bạn bấm về nó son. Là ngang 5 ha.
5 4 là nó si, và ngón út các bạn bấm ngay nốt mi ngay đây ha. Đó, chúng ta sắp thế như tài như thế này, và các bạn bấm cũng ngón cái các bạn đánh nốt đô, và ba cái ngón này các bạn móc bay dưới. Đây là hợp âm với nốt gốc nằm ở dây số 5. Từ cái hợp âm này có một cái đánh khác, tức là các bạn đánh là đánh ba cái dây 2 3 4 thì chúng ta đánh là 1 2 3, thì lúc đó các bạn sẽ cái ngón này các bạn không cần bấm cái nốt son như đây, các bạn không bấm, các bạn chuyển cái nốt son này xuống cái nốt son của một cái ốc tai, nốt son đây, do đó cái ngón này các bạn phải chặn luôn. Sau đó các bạn bấm ngón giữa và ngón út vô ngay chỗ này. Đó. Còn nếu các bạn đánh ba mấy cái dây giữa thì sao? Dưới nha. À, gần như giống nhau đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống cái hợp âm này ở cái dưới nốt gốc nằm ở trên dây rê. Dây rê của các bạn thì cái nốt đô nó nằm ở thứ ngăn 10 luôn. Nốt đô nằm ở đây nè. Chúng ta có hai cách bấm ha. Đầu tiên các bạn bấm nốt đô đây, và sau đó cái ngón thứ ba các bạn chặn hết ba cái ngăn này, ba cái dây 1 2 3 ở ngăn số 12 là nốt son nè, nốt si và sus mi ha. Nhìn như thế này. Khá đơn giản phải không? Thì các bạn cũng đánh theo dạng ra là đó, chúng ta ngón cái chúng ta đánh và bàn ngón dưới ta móc lên. Rồi, một cách đánh khác cũng khá thú vị, chính là các bạn đánh 4 dây 4 ngăn theo thứ tự như thế này, tức là ngăn 7 nè, ngăn 8 nè, ngăn 9 nè, ngăn 10 đó, theo thứ tự từng dây giống như bậc thang vậy đó. Và đây cũng là hợp âm đô trưởng 7. Thì với cái cách bấm này các bạn nên biết nhiều cách bấm, tại vì mỗi một cái bài hát hoặc là cách sử dụng các bạn có thể, các bạn thấy là đang chạy nốt ở trên này chúng ta nhảy qua hợp âm này nó dễ hơn là các bạn chỉ biết một cái cách bấm ngay ngăn ba. Ví dụ chúng ta đang chạy ở đây xong bạn quay về đây thì có thể nó chậm, hoặc chúng ta ý đồ của bạn xử lý nó không theo bài hát được, do đó chúng ta biết nhiều cái vị trí bấm khác nhau nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều ha. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái lợi hại của việc chúng ta bấm các dây chặn, chúng ta không sử dụng dây buông, đó chính là các bạn có thể kéo lên những ngăn khác để nó ra hợp âm tương ứng. Đó là vị trí nốt gốc của bạn đánh đô. Ví dụ mình đang bấm ở cái thế tài, đây là nốt gốc là đô ngăn ba. Bây giờ các bạn đang là đô trưởng 7, các bạn kéo lên một cung, các bạn kéo tay lên y chang vậy luôn. Nốt gốc nó đang là rê này, thì đây là rê trưởng 7, các bạn kéo xuống một cung là đô trưởng 7, các bạn kéo lên một cung là rê trưởng 7, lên một cung nó là mi trưởng 7, pha trưởng 7, son trưởng 7, thấy chưa? Và các thế tay lúc nãy cũng y chang. Ví dụ bạn bấm này, đây là đô đây ha, rồi xuống son nè, tại vì nốt gốc ở đây là son nè. Các bạn chỉ cần dời nốt gốc và rồi dời thế tay của mình lên các vị trí khác, các bạn biết được các hợp âm khác. Do đó các bạn học đô xong các bạn thì đô rê mi tất cả đều biết được ha. Đó là cái rất là hữu ích. Hy vọng là clip đầu tiên này sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn nhé. Và nhớ là hãy like, subscribe và comment bất cứ thắc mắc của bạn, mình sẽ cố gắng giải đáp. Thì đây là cái cây đàn version 2 của Amigo. Cây này thì được làm bằng gỗ điệp ha, nha các bạn, rất là đẹp. Đây, mặt thông rất là chỉnh chu và theo nhu cầu của rất nhiều bạn, thì mình cải tiến bằng cách có các chấm ở trên đây để các bạn có thể dễ học và dễ theo dõi hơn. Bên cạnh đó thì cái chấm bên hông này vẫn có ha, để các bạn có thể thích được khóa và cần được rất là tốt, cần mahogany các bạn. Giá nó đang khuyến mãi cũng rất là tốt luôn. Các bạn có thể xem tại cái link mô tả của cái cây đàn này, nếu các bạn có nhu cầu mua đàn hãy ủng hộ Amigo nhé, thương hiệu đàn Việt Nam được mình kiểm soát rất là kỹ, đã ra version 2 khắc phục những cái điểm yếu của cái version 1 rồi. Thì hy vọng được nhận được sự ủng hộ của bạn. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.